Nếu đặt hai mảnh giấy nhỏ song song, vâng, rồi dùng miệng thổi hơi vào giữa, khi đó hai mảnh giấy sẽ thế nào? À, hai mảnh giấy nó sẽ bị cuốn vào nhau. Dạ vâng. Một viên đạn có khối lượng 10 gram đang bay với vận tốc 600 mét một giây thì gặp một bức tường. Vâng. Đạn xuyên qua tường trong thời gian 1/1000 giây. Vâng. Sau khi xuyên qua tường, vận tốc của viên đạn còn 200 mét trên giây. Vâng. Hỏi lực cản trung bình của tường tác động lên viên đạn là bao nhiêu? 4.000 Newton. Vì sao lại có con số đấy? Chúng ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng với công thức như sau là MV1 bằng F nhân T cộng với MV2. Áp dụng với dữ kiện của đầu bài, chúng ta có 10 × 10^-3 bằng F nhân với 1 trên 1.000 cộng với 10 × 10^-3 nhân 200 và F bằng 4.000 Newton. Hay quá, tức là đáp số 4.000 Newton. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư. Phải nói là dù muốn hay không, ghét giáo sư lắm cũng phải công nhận giáo sư là người rất siêu. anh không phải người duy nhất. Ngàn nỗi xuân đi xuân lại lại mảnh tình san sẻ tí con, hai câu thơ này của ai? Đây là hai câu thơ cuối trong bài thơ Tự Tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, một bà chúa thơ nôm của chúng ta. Nữ thần bếp lửa trong thần thoại Hy Lạp tên là gì? Hestia. Hestia, con gái nhà ai ạ? Con cái của hai vị thần, đó là vị thần Rhea và vị thần Cronus. Cronus. Vâng, tôi biết hai vị thần này thuộc dòng dõi Titan. Đúng rồi. Và cái nữ thần Hestia này còn là chị cả của cái thế hệ các vị thần đầu tiên. Vâng, trên đỉnh Olympus. Vâng, tôi cũng đã xem qua. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Phải nói là những kiến thức giáo sư đưa ra và những câu trả lời rất là chính xác. Xin hỏi giáo sư là bố David Beckham làm nghề gì? Ông ấy là thợ lắp bếp và nghề thứ hai của ông là cổ động viên của câu lạc bộ Manchester United. Ông tên là gì? Ông ấy tên là David Edward Allen Ted Beckham. Rất chính xác. Xin hỏi giáo sư là bà nội của những đứa con David Beckham tên là gì? Tức là mẹ của David Beckham đúng không? Vâng, vợ cái ông David làm bếp. Bà ấy tên là Sandra Georgina West. Thế bà ấy làm nghề gì ạ? Bà ấy làm thợ làm tóc anh ạ. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, thông qua chương trình chúng ta đã biết thêm nhiều hơn về dòng họ nhà David. Và chúng ta cũng có nhiều thông tin hơn về gia đình David Beckham. Và nhân đây tôi cũng xin hỏi giáo sư, vâng, là David Copperfield khi sinh ra thì anh ta nặng bao nhiêu? Anh hỏi David Beckham hay là David Copperfield? Cái anh ảo thuật gì ạ? Vâng, ảo thuật ra đấy. Thì anh này lúc sinh ra là nặng 3,6 cân 2 hoa và anh ấy dài 62,5 cm. Cái điều đặc biệt là bố anh ấy đích thân cắt rốn cho anh ấy. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là thông qua câu chuyện của giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ thì chúng ta cũng biết thêm rất nhiều, có thể nói là rất nhiều những thông tin thú vị. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.